Tài xế xe Audi Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang cho biết, bản thân đã rất hối hận khi đã quá chén với bạn bè và không làm chủ được tay lái sau đêm xảy ra tai nạn thảm khốc và chết ba người ở Bắc Giang. Vào ngày 4 tháng 6, làm việc với công an thành phố Bắc Giang, sau hơn một ngày gây ra vụ tai nạn khiến ba người không qua khỏi. Tài xế xe Audi Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1987, cán bộ Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang, cho biết bản thân đã rất hối hận vì cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang thừa nhận đã quá chén đối với bạn bè. Trong buổi tiệc chia tay tối ngày 2 tháng 6, sau khi rời tiệc, anh đã tiếp tục đi hát karaoke. Đến khoảng 23 giờ 30 phút đêm 2 tháng 6, Nguyễn Đức Thịnh đã điều khiển xe ô tô Audi màn DKS 98A99499 đi đến ngã tư Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ thuộc Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, đâm vào xe máy mang BKS 98B175590 do anh Nguyễn Mạnh Hát, trú tại phường Thọ Xương, điều khiển chở theo vợ và con gái, hậu quả làm cho ba người tử vong ngay tại chỗ. Tôi thực sự hối hận và mong mọi người từ vụ việc của mình hãy làm chủ tay lái và không sử dụng rượu bia khi lái xe, nam tài xế Audi nói. Theo như công an thành phố Bắc Giang, thời điểm gây tai nạn, lái xe Nguyễn Đức Thịnh có nồng độ cồn cơ thể là 0,640 trên khí thở. Mức vi phạm nồng độ cồn của lái xe Thịnh ở mức cao nhất gấp 1,5 lần mức vi xử lý vi phạm tối đa, mức vi phạm xử lý phạt tối đa hiện hành trên 0,4 khí thở. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo điều tra và làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cán bộ ở Sở Giao thông Vận tải lái xe ô tô gây tai nạn khiến ba người cùng với gia đình tử vong thương tâm. Ông Lê Ánh Dương đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang tổ chức thăm hỏi và động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn. Sở vụ Đức yêu cầu phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang xem xét và làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với viên chức vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các sở, các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố quán triệt với tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền nhân dân tuân thủ theo các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe.